Ôi em thân mến, hôm nay thầy lại quay lại với chúng ta tiếp bài quản lý điểm sinh viên phần 3. Các em theo dõi hai phần trước một cách kỹ càng cho thầy để mà chúng ta có thể thấy được tiến trình của nó sẽ lập trình ra làm sao. Bây giờ thầy quay trở lại vừa cho chúng ta thấy là chúng ta sẽ sử dụng Apache, cái này là một cái Apache NetBean. Hôm trước chúng ta đã thấy là hiện cái kết quả của sinh viên lên đây. Đây là cái phần mà PHP mà chúng ta thấy là những cái gì mà viết trong PHP thì mở đầu các em phải bằng thẻ này và đóng là cái thẻ này. Đấy. Thì bây giờ thầy mới quay trở lại để chúng ta thấy là bây giờ thầy muốn trang trí sinh viên này trở thành một cái bảng chứ nó không ở thô nữa. Thì chúng ta chú ý cho thầy, chúng ta vào một cái phần, tức là phần nó chính là nâng cao của HTML. Ở đây người ta gọi là một cái công nghệ Bootstrap. Các em có thể search trên mạng cho thầy Bootstrap nhé. À, thế khi mà ta vào trang Bootstrap rồi thì ta sẽ chọn cái này. Các em có thể sử dụng cái dưới này cũng được để chúng ta đặt, rồi chúng ta chọn cái này. Đó. Thì trong Bootstrap này chúng ta sẽ chọn xem ví dụ chúng ta muốn có một cái kết quả là một cái bảng thì chúng ta có thể ví dụ như là chọn bảng đây chẳng hạn. À, chọn bảng đây chẳng hạn. Các bạn chú ý là chúng ta muốn nó có một cái trang trang mẫu này của họ. Các bạn copy cho thầy. À, các bạn chọn vào đây. Các bạn chọn đây nhé. Chọn vào chỗ. Bạn nhìn thấy là đây là bảng người ta được trang trí. Bình thường HTML thì nó rất là khó trang trí cho chúng ta. Thế nhưng mà khi mà chúng ta chọn cái ví dụ này để chúng ta xem thì chúng ta có thể chọn Select All, các bạn chọn cho thầy ta đưa sang một cái trình duyệt khác. Chẳng hạn chúng ta copy đường dẫn này, chúng ta đưa sang cái đây chẳng hạn. Trình duyệt Chrome này chúng ta xem. Đấy. Thì chúng ta sẽ thấy là dashboard của chúng ta như này. Các em xem nguồn trang cho thầy nhé. Nguồn trang. Thì nguồn trang của chúng ta đây. Toàn bộ cái này là nguồn trang. Đấy. Nguồn trang của nó. Đấy, chúng ta nhìn thấy bảng là sắp xếp như này. Đấy. Bây giờ việc của chúng ta là làm sao mà để chúng ta có thể ta có thể lấy bút chát của nó cho nó bằng cách các bạn copy hết cho thầy. Bạn copy hết nhé. Rồi bây giờ chúng ta đẩy nó vào trong này, đẩy lên trước cái mã PHP này. Và bây giờ chúng ta lại vẫn chạy với cái dòng lệnh là hiện danh sách như vậy. Như hôm trước chúng ta đang tiếp tục. Đây chúng ta nhìn thấy này, nó ở đây. Đó. Bởi vì nó chạy này nó rất cuồn lùn, tức là nó bị thiếu. Thiếu là do cái gì? Chính là do những cái công việc như là chúng ta thấy các biểu tượng này. Biểu tượng đây không có, đúng không? Đấy, rồi các icon cũng không có. Vân vân. Thì đây là một cái mà chúng ta thấy là khi mà nó muốn liên kết vào thì nó sẽ lấy nguồn từ GetBootstrap đây. Đó. Rồi Bootstrap Min vân vân thì họ sẽ lấy ở đâu? Thì điều quan trọng cơ bản nhất bây giờ là chúng ta sẽ quay trở về cái Bootstrap mà này để chúng ta xem, vì thầy đang dẫn chúng ta đến một cái vấn đề. Giờ chúng ta vào đây. Vào đây nhé. Thế bây giờ chúng ta sẽ xem xét cái ví dụ nào mà chúng ta thấy nó chạy được.
ví dụ như là ví dụ bắt đầu đây, chúng ta copy hết cái phần này, copy cái mẫu này của họ, chúng ta được đưa trở về đây, chúng ta xóa lên từ cái chỗ đây cho đến hết. Tí nữa bảng thì chúng ta sẽ lấy sau. Bây giờ thầy paste cái này vào thì chúng ta nhìn thấy này, cái nguồn dẫn file Bootstrap nó chạy trên mạng đấy, rồi Bootstrap jQuery để tạo ra các hiệu ứng vân vân. Các bạn nhìn vào đây các bạn thấy, bây giờ thầy thay chữ này bằng chữ title này bằng là chữ Hello World, là chúng ta sẽ thay là bảng danh sách. Các em chú ý nhé, cái đường dẫn này là đưa đến một cái URL trên Bootstrap để nó lấy cái file Bootstrap min ra để giúp chúng ta layout cái trang HTML này. Bây giờ chúng ta thử chạy lại. Chúng ta thấy bảng danh sách đây. Đấy, cái bảng danh sách đã được hiện ra rồi. Bây giờ chúng ta sẽ thấy là cái nguồn chúng ta lấy được đến đây, jQuery thì chúng ta lấy được đến đây rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tìm một cái table, chúng ta sẽ trở về tìm một cái bảng table. Bây giờ chúng ta sẽ xem xét nhé. Chúng ta search vào đây là table. Table của chúng ta đây, đúng không? Thì các bạn copy cho thầy cái mã table này. Đó, các bạn copy vào đây, các bạn cho vào đây cho thầy dưới cái này nhé, dưới cái dòng m này, vì là dòng m là còn dòng gợi ý, các bạn có thể xóa cái dòng m này đi. Các bạn cho cái này vào đây. Bây giờ chúng ta thử chạy thử nhé. Đấy, bây giờ thầy muốn là họ tên đây, tên để chỗ này, đúng không các bạn? Thế bây giờ chúng ta sẽ sửa nó, chúng ta sẽ sửa nhé. Thì ở đây chúng ta thấy này, đây là một cái thẻ bảng, mở đầu là table class table th, tức là thân cái đầu bảng, dưới là body của bảng này, body của bảng, và kết thúc là thẻ đóng. Đóng nó khác với mở là có thêm một gạch chéo này. Đấy, đóng nó thêm mở gạch chéo này. Rồi thầy thay tiêu đề này. Ví dụ thầy đây là mã sinh viên. Đây thầy ghi là họ tên. Bạn đánh tiếng Việt cũng được. Rồi, cột tiếp theo các bạn thay cho thầy là quê, tuổi chứ, tuổi nhé. Tuổi, rồi chúng ta có mấy cột nhỉ? Chúng ta bật cái này lên. Chúng ta nhìn thấy là ở trong quản lý điểm sinh viên của chúng ta gồm có họ tên, giới tính, quê, tuổi. Họ tên, giới tính, quê, tuổi. Vậy chúng ta họ tên, giới tính ta để là giới tính, đúng không? Quê, tiếp theo là quê. Rồi chúng ta copy thêm một dòng nữa. Copy. Đấy, chúng ta đã làm rất là dễ. Paste vào, chúng ta ghi vào đây là tuổi, được chưa các em? Rồi bây giờ ở dưới chỗ này chúng ta còn có ba dòng nữa thì chúng ta cứ để đấy, chúng ta tính xem đã. Nào bây giờ chúng ta thấy họ tên, tên giới tính, quê, tuổi, đúng không các bạn? Bây giờ chúng ta sẽ lắp nó vào. Đó, lắp nó vào thì dựa trên cái vòng lặp này ta sẽ lắp nó lên đây, dựa trên cái vòng lặp này chúng ta sẽ lắp nó lên đây,
Rồi bây giờ này thầy dạy các em này. Các em xóa đi cho thầy hết ba cái dòng trống này. Hai dòng trống để chừa lại một dòng thôi. Đấy. À, và chúng ta cóp thêm một cái nữa là tuổi và cái thần phần thân của bạn. TD là cột nhé. Còn TR là hàng. TR là hàng. Một hàng có mấy cột? Sẽ có bốn cột. Đấy, có bốn cột. Vậy thì chúng ta sẽ thay nó vào đây bằng dòng lệnh như sau. Ta thay toàn bộ chỗ này, if sinh viên. Em copy lên đây. Nha các em, bắt đầu vào đây. If sinh viên. Đấy, thì khi mà vào đây thì các em phải mở cho thầy một cái thẻ PHP để nó phân biệt. Thầy xóa dưới này đi. Xóa đi nhá. Rồi bây giờ các em nhìn thấy là bắt đầu PHP từ chỗ này. Đấy. Rồi chúng ta cũng phải có một cái thẻ đóng ở chỗ này để nó không còn phân biệt giữa. Ta chèn insert vào để khỏi lẫn với HTML. HTML là mã riêng. Hyperlink, hyper nó là một cái loại loại thẻ là siêu văn bản để nó đây. Bây giờ chúng ta tiếp xuống dòng nữa, chúng ta tiếp tục là for if sinh viên là biến truyền vào này, truyền vào qua cái mảng add sinh viên. Biến trong PHP là có dấu đô la đằng trước. Các em cũng mở cho thầy một cái móc nữa và móc này chúng ta sẽ xóa đi. Có nghĩa là các em nhìn thấy là trong cái phần thẻ này chúng ta PHP và kết thúc của PHP thì chúng ta thấy là một cái thẻ kiểm tra là nếu tồn tại biến sinh viên thì chúng ta làm lệnh for. Và dưới của cái hàng này thì chúng ta cũng có một cái thẻ nữa là thẻ PHP và đóng PHP để kết thúc cái vòng lệnh lặp lại cái hàng bên trong của nó. Chúng ta cho thầy hai dấu nháy này, có nghĩa là mở ở đây thì đóng ở đây, mở ở đây đóng ở đây. Và bây giờ ta lặp cái hàng này. Đấy. Bây giờ các em ở trong này các em cho nó hiện ra họ tên nha. Họ tên thì các em chỉ cần bằng cái này cho thầy hỏi này, thay cái thẻ này bằng một cái dấu bằng rồi sinh viên họ tên. Đấy, và đóng cái thẻ này lại. Đấy, dấu bằng này là thay cho chữ echo. Nếu không thì chúng ta PHP echo họ tên cũng được như như cái phần mà thầy vừa xóa đi. Còn chỗ này thì chúng ta cũng viết như vậy. Chúng ta cũng bằng như vậy. Và chúng ta thay cho thầy chữ là sinh viên. Giới tính. Đấy. Tương tự đến thay thay cái chữ ô tô đi để chúng ta thay thế cho nó hiện ra cái dữ liệu là giới tính, họ tên, giới tính, quê. Chúng ta sinh viên, chúng ta cho thầy chữ quê và đóng nó vào cái thẻ này. Tức là nó xen kẽ PHP vào trong HTML. Cứ chỗ nào có dấu hỏi và dấu hỏi này là xen kẽ vào. Còn quê này, họ tên này, giới tính quê này. À, chỗ này là mã sinh viên. Mã sinh viên thì chúng ta nhìn ở trên này nó là ID sinh viên. Đúng các em. Rồi bây giờ chúng ta sẽ viết là sinh viên ID sinh viên. Chỗ này giờ chúng ta thay là tuổi, là họ tên. Họ tên. Chỗ này các em thay cho thầy giới tính. Chỗ này các em thay cho thầy giới quê bằng sinh viên
quê. Chỗ này các em thay cho thầy chữ bằng sinh viên tuổi và đóng đóng lại. Thế thầy nói tiếp này, cái biến sinh viên được truyền qua cái controller này. Đây. Đây nha, sinh viên là cái tên cái này. Nó truyền mảng A vào thì nó chỉ lấy biến sinh viên thôi. Biến sinh viên đó nó thay thế cho toàn bộ các đối tượng ở trong mảng với cái tên sinh viên đấy. Nó sẽ nắm giữ là sinh viên 1, sinh viên 2, sinh viên 3. Thì mỗi sinh viên nó sẽ được gán bằng một cái tên, bằng một cái tên trong view. Đây. Đó. Bây giờ chúng ta thử chạy nhé. Đấy. Các em nhìn thấy chưa? Đẹp không? Rất là đẹp đúng không? Đấy, rất là đẹp. Giờ bây giờ chúng ta chỉ thêm nút xóa và sửa vào đây thôi. Thế là chúng ta đã quản lý được, chúng ta đã nhìn thấy nó rất đẹp rồi. Thì clip tiếp theo thầy sẽ dạy các em cách nhập họ tên giới tính thông qua cái trang website này. Thì đây là một clip mà nho nhỏ thầy muốn trình bày cho tất cả các em, và các em sẽ dễ dàng đi vào trong cái bootstrap này để chúng ta có thể search table là cái bảng để chúng ta lấy cái mã ra. Đấy. Clip đến đây là thầy dừng đây vì nó để cho các em nghiên cứu nó dễ, tiếp tục cái bài hôm trước. Thầy chào các em tại đây.